lực bạn. Nên chính vì vậy là mình chắc chắn là mình phải chọn những người the best nhất để vô vòng trong, chứ mình không thể nào waste time của mình để mình cứ thi một cuộc thi rồi xong rồi mình ok rồi để cho qua như vậy. Rồi khi mà các bạn nhớ là 60 thí sinh, các bạn sẽ vào top 60 thí sinh ở Việt Nam. Chính vì vậy mình sẽ lựa ra những thí sinh giỏi nhất và có khả năng cũng như câu chuyện hay nhất để vào vòng trong. Thế còn producer giám khảo Hương Giang, hôm nay là mình chọn bao nhiêu người em ạ? Tôi nghĩ rằng là mình sẽ chọn một bạn người, nó sẽ được công bố vào cuối giờ. Một lát nữa thì nhờ anh Tâm sẽ công bố cái tỷ lệ để cho các thí sinh nắm được. Tuy nhiên là để nói về cái cách thức lựa chọn thì Giang đã đồng ý với cả cái quan điểm của sinh Vũ Ngọc Quyên. Tại vì là các bạn có thể vượt qua vòng này, nhưng mà nếu như mà bản thân Giang cảm thấy các bạn khó mà có thể cạnh tranh được các thí sinh Việt Nam thì Giang sẽ hơi bị lạnh lùng một chút, Giang sẽ say no. Giang không muốn các bạn tốn quá nhiều thời gian và công sức. Cho nên trong 5 tuổi thì Giang sẽ là người mà tỉnh táo nhất. Tại vì Giang đã trải qua rất là nhiều mùa thi rồi. Cho nên là Giang biết chất lượng năng lực tuyển dụng Việt Nam mình có 64 tỉnh thành. Chúng ta lấy top 60 thì chính xác là những tỉnh chưa được tới 1 người. Chưa tới 1 người. Yeah, nhưng mà tại sao Giang lại casting ở đây bởi vì Chân Đài? Chân Đài là một trong 60 thí sinh trong rất nhiều trăm thí sinh mà trở về từ California. Nhưng tôi cũng phải đánh bại toàn bộ tất cả các thí sinh ở Việt Nam để mà chiến thắng. Cho nên là... Chỉ là Trang Đài là biết cho nên cộng kinh năm 2020 nhé. Wow. Cho nên đó là do vì sao mà đang cảm thấy là các bạn hoàn toàn có cơ hội. Thế nhưng mà các bạn hãy cứ chiến đấu hết mình trên sân khấu này. Từ chứng minh cho khán giả và giám khảo thấy rằng là các bạn có đủ sự hiểu biết. Và chúng ta có thể giống như chị Thống Quyên thì sẽ chấm rất là kỹ về cái phần của những headlock. Nhưng mà Giang tin rằng là chúng ta chỉ có một người chiến thắng. Nhưng chúng ta còn có 14 người. Nếu như các bạn nhớ Vũ Thương Thương không? Tất cả những cái gương mặt đấy đều có thể mang lại những câu chuyện truyền cảm hứng. Thì Giang cũng sẽ để ý rất kỹ về cái personality của những người. Điều đó là điều mà Giang cũng sẽ rất là quan trọng. Nhưng mà nếu như hôm nay Giang có say no với ai rồi, hy vọng mọi người sẽ hiểu và thông cảm là ta chỉ không muốn tốn thêm thời gian tiền của công sức của các bạn mà thôi. Nên hy vọng các bạn hãy chiếm lấy cơ hội này giống như là một cơ hội rất là quý báu của mình. Hy vọng là những cái góp ý này có thể giúp cho Dương tốt hơn ở sau.
How about Nguyễn Hồng Dung? Jessica, how are you? I'm good, thank you for asking. Yeah, how are you? So, we're so glad to be here for Jessica for the rest of the community. And then, can you tell about yourself? And then, yeah. So, I'm good. I'm Jessica Ashton. I'm originally from... contested, you know, like this. So, how about, what do you think about Jessica? Okay, hi, Jessica. Can I ask you a question? So, your passport is from where? From the US. You don't have a Vietnamese passport, right? No, I do not. Okay, maybe because we have some like confused here. Because we're fighting the represent from Vietnamese. So if you have a US passport, you can find out some register to the visa commission to represent for USA. Okay. Yeah, but I am very glad you be here, and you look so beautiful. I love your laugh, I love your smile, I love your dress too, and I love the energy you appear on the stage. Thank you. Yeah. So, I have a fantastic look at her, how she walk on stage. I'm so slay, so I love you. And I think you should send the email for Miss International Film Organization to apply to join this commission in 2023. Yeah. Okay, so tôi cho anh hỏi là cái này thì em cũng không có clear lắm nha. Ý của em nói rằng là coi như là Jessica có thể là apply đi thẳng đến Miss International Queen của luôn. Còn cái này là mình chỉ cho Việt Nam thôi. Cho nên phải là holding Vietnamese passport hả? Okay. Well, I don't know the rules. Only the MC tonight, so I just know the rules today. Okay. So maybe it's just, as you say, you're beautiful, energies and elegance, everything. You're ready for Miss International Queen in USA. Yeah.